Thì sau cái phần test xe vừa rồi thì cơ bản anh em chúng tôi cũng vừa mắt thôi, chứ cũng không chưa nói thật sự là chưa ưng ý cho lắm, bởi vì lốp thì cũng chưa thay rồi, đang dơ đang bẩn nhớt nhau thì cháy, nên anh em tôi đang tiến hành vệ sinh đấy, và chỉnh sửa làm đẹp một tí đấy, làm dây ca rồi độn nhún rồi dây ga đấy, để tiếp tục review cho anh em. Thì chiếc xe đạp này thì cũng là chiếc xe đạp của Bảo Hít, cũng bỏ vào xó cách đây mấy năm rồi, 3 4 năm rồi, hơi cũ, nhưng mà phải nói là xe Nhật có khác, mình rửa xong phải nói là như mới luôn. Và bây giờ là công đoạn mình chỉnh chu cho em nó đấy, cắt gọt sườn khung, gia công sườn, gia cố sườn, để mình sẽ thực hiện một màn test xe phải nói là để đời với cái con xe đạp gắn động cơ hai thì của máy cưa này nha anh em. Rồi anh em nhớ chú ý theo dõi nha. Sang thằng em đi mua cọ má về kẻ lông mày nha. Sang nó mua cọ, còn mua cọ ra về kẻ lông mày nha. Tỏi có 4.000 vậy mấy. Đây có quay không? Kẻ lông mày thôi chứ cọ đây mà cọ sơn gì. À, đã đến lúc anh em chúng tôi sơn sửa lại một chút cho chiếc xe này. Đây cho đây sơn màu có những bộ phận nào mà tróc sơn đó quá đẹp. Đây, màu mua từ Ducati về nha anh em. Tôi pha hơi là nhiều chất phụ gia nên là sơn nó không được đậm màu cho lắm, nên phải sơn thật là nhiều lớp. Cơ bản màu đỏ vẫn nổi, vẫn đẹp. Và sau 2 tiếng đồng hồ chỉnh chu thì anh em chúng tôi sẽ đi tiến hành test xe nha mọi người. Bây giờ là lúc 12 giờ trưa, nhưng mà do chúng tôi thực sự là rất là nôn nóng, rất là phấn khích. Đấy, hoàn thành được khoảng 90% chiếc xe độ rồi, nên anh em tôi sẽ đi test thử một đoạn, xem thử cái kết quả của mấy ngày hôm nay anh em tôi thực hiện được như thế nào. Đấy, có thể nói là khá là hấp dẫn, khá là phấn khích. Nhưng mà cơ bản cho cái lốp này, lốp trước của bánh xe này đang cũ, anh em tôi chưa thể thay được, nên nó có phần hơi bị nói chung là nó hơi bị làm rào cản đấy. Và tới đây là chiếc xe tôi đã bị xẹp lốp. Tới đây đã bị xẹp lốp và không chạy nữa. Đấy, các bạn có thể chú ý là xe đã bị xẹp lốp rồi, bánh trước đã xẹp rồi. Và xe ép đã xịt khói. Đấy, tôi đã ép chiếc xe này xịt khói rồi. Lốp xe khá là tàn tạ, mòn, gần như mòn hết lốp rồi, chỉ còn mấy sợi dây su thôi. Điều này nó dẫn đến xẹp lốp và tôi không thể thực hiện màn test xe tiếp theo. Và bên cạnh đó là chiếc máy động cơ tôi đốt khá là mạnh nên nó bị cháy rồi. Đấy, nên dùng biện pháp làm mát nó tạm thời. Thôi luôn. Làm mát đột ngột không biết có bể lốp máy không. Đấy. Và cho thằng em đi múc nước và xối. Nóng bật cố luôn. Rồi, cơ bản là cũng nẹt nẹt được vài phát, nhưng mà phải bây giờ phải đi vả lốp thôi. Mấy vả lốp thay mấy em. Tụi mày có đi nẹt không? Chém nẹt không? Lên trường chém nẹt không? Đi lên trường chém nẹt để tao gắn đạp cái kia lên, còn nẹt thì tụi bay lên cầm lên nẹt thôi. Lên nồi dưới chứ nẹt nẹt đâu. Thôi để mình sẽ đi mình đi làm lại cái lốp và làm đẹp lại cho nó đấy. Cơ bản vậy cũng ok rồi. Hơi mệt, 12 giờ trưa ra nẹt vô quá, đêm nay chịu quá.
Và để chuẩn bị cho lần test xe tiếp theo thì anh em tôi sẽ đi tiến hành thay cho nó một bộ xăm lốp đấy, do Long Gia tài trợ. Long Gia tài trợ chúng tôi bộ xăm ruột nhưng mà phải tự làm, nói chung là tự tháo tự gắn đấy, và tôi đã tiến hành gắn vào. Nói chung mình độ tự tay mình làm lên mọi thứ được, cảm giác thật là hạnh phúc các bạn ạ. Sau khi hoàn thành được một cái tác phẩm, nói chung là không phải để đời hay là một tác phẩm không được bắt mắt ưng ý, nhưng mà dù sao cũng chính là bàn tay của mình làm nên. Anh em của chúng tôi cày công góp sức, mỗi người một ý tưởng, mỗi người một tay làm nên một chiếc siêu phẩm đấy, phải nói là tâm đắc nhất cho đến bây giờ. Sau vài đường test thì xe của tôi trở nên quá nóng, quá nhiệt độ và có hiện tượng bốc cháy. Và cũng may là anh em tôi đã chuẩn bị sẵn cái trường hợp xấu nhất xảy ra, sẵn bình chữa cháy ông tôi dập trước khi hỏa hoạn bốc lên. Nói chung giữ an toàn để tính mạng, giữ an toàn cho cỗ máy khủng của chúng tôi. Đấy. Thực sự tối ưu hóa nó bằng cách làm mát, dùng bình cứu hỏa để chữa cháy trước khi nó cháy nha anh em. Và sau đó tôi đã chỉnh chu lại động cơ và để review tiếp theo. Và tại vì tôi cũng nặng nên là chiếc xe này ban đầu cũng không đủ khả năng tải nặng, nên tôi đã cho thằng em test thử. Đấy, bằng cách thằng em nó nhẹ hơn tôi, nó test thử xem mà nó như thế nào. Như vậy là clip thực hiện màn test xe lần thứ hai của anh em chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng nhá. Và sau clip này chúng tôi sẽ về nghiên cứu để cho động cơ được khỏe hơn và tốc độ được chạy nhanh hơn và ổn định hơn để review chính xác nhất và đẹp nhất cho các bạn nhá. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.